Chào mấy bạn, shop áo thế vũ.com vừa mới khai trương mấy mẫu áo mới, nói như là Barbie Dress, áo của chị Chara và áo của nguyên gia đình San luôn nè, nó ngầu chưa? Và đừng quên áo của bé San nha. Đó, các bạn hãy nhanh tay vào shop áo thế vũ.com để mua và ủng hộ của team nha. Áo chỉ có 99.000 một cái thôi, rất là rẻ luôn mà rất là đẹp luôn. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem phim Pháp Sư Găng Tơ tiếp thôi. Ở tập trước, sau khi biết được nguyên nhân Chara muốn giết con của mình, Gaster đã cho San cùng Pháp Sư đến giúp đỡ Chara. Nhờ sự mưu trí của Pháp Sư, Maverick cũng đã được tự do. Đến lúc này thì San không cần đóng kịch nữa mà đi vai đường quyền với tên robot sát thủ này. Nhưng hắn cũng đâu phải dễ ăn hiếp. San liền chịu hồi con bét của mình, đó là Gaster Blaster. Thật bất ngờ khi con bét của San lại mạnh đến như vậy. Sau đó, San liền đền cho Metatron ba chai nhớt. Thế là mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng còn Rick thì sao? Cô nàng này sẽ đi đâu về đâu? Mời các bạn xem tiếp tập 78 này nhé. Mấy anh ơi, đợi em với. Tập 78. Còn đây là bét của robot Snap Star Block. Na na na. Ở đây biết quá giờ sửa được không? Dạ không. Thôi giờ mình đi kiếm đi. Chị cứt chó nha. Dạ em thấy rồi. Pháp sư đã rồi kia. Đi theo gì vậy? Đi theo chơi. Chơi gì vậy? Sao không đi về đi vậy? Thôi không về đâu. Về bển chán lắm. Bắt công robot nó bắt em nữa. Đợt này chắc nó cay em lắm luôn á. Tại nó bị tụi anh quýnh á. Đúng. Biết đâu nhờ Fritz mình gặp lại được Chara yêu quý của mình. À, thì em ở trái đất cũng được. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì vậy? À, cho anh gặp lại chị của em đi cho ra. Ông này, ông mê chị mình lắm. Sẵn dịp này, mình phải cho nóng mới được. Em đồng ý. Đồng ý hả? Cha ra đâu, cha ra đâu? Chuyện gì vậy? Ủa, anh tìm cha ra mà, cha ra anh đâu? Nhưng mà bây giờ, anh không có gặp được. Ủa, sao mới gặp được? Em phải giận. Phải giận hả? Ừ. Giận sao em mới giận? Mỗi lần mà em muốn trà sữa là em giận á. Uống trà sữa là giận hả? Ừ. Giận là có Chara. Đúng rồi. Đi theo anh. Ủa gì vậy trời? Thôi đương két cũng được. Trà sữa đúng không? Chủ quán cho trà sữa. Sao nhanh quá vậy? Thường thôi. Uống đi. Cô trả trà ra cho anh. Ừ. Hết rồi hả? Ừ. Ủa tính ra chưa tới 10 giây luôn á. Rồi giờ em giận chưa? Ừ. Thường thường 2 ly em mới giận được. 1 ly nữa hả? Ừ. Cho bạn nè. Nhanh vậy. Ừ thôi. Ba hồn chính vía Chara hiện về cho anh.
luôn á. Giận chưa? Chưa. Sao mới giận? Muốn em giận có gà rán. Gà rán? Có miếng cho bạn. Thôi không cần đâu. Thèm lắm đúng không? Không thèm đâu. Không thèm mà út. Bảy này của cha ra ăn đi, có cha ra cho tôi nha. Không giận là chết tôi á. Nó không giận mà em giận đó pháp sư. Tình gì đâu. Xong rồi hả? Ừ. Mày giận chưa? Giận rồi. Giận đâu? Giận quá. Cô đang giận đó hả? Cô cha ra đâu? Em cũng biết nữa. Bình thường là ăn gà rán xong là chỉ xuất hiện á. Chắc bữa nay là phải ăn thêm cua hoàng đế nữa chỉ mới giận. Không còn lại má hồi rồi. Tiền đâu mà ăn cua hoàng đế. Ủa trời ơi. Tiền anh. Ờ đúng rồi anh, tính tiền đi. Đây nó bảo anh chết luôn á. Rồi giờ cho anh tính tiền nha, tổng cộng bao nhiêu? 300 anh. Rồi ok, tính nhanh nhanh cho nó bảo anh dữ lắm á. Sao? Dạ. Có tiền cũng trên mượn. Ủa tiền là gì vậy pháp sư? Chris, có tiền không trên mượn đó. Ủa? Tiền là gì vậy? Alo? Sao? Hai miếng gà không trả tiền hả? Lấy cánh tay nó cho chị. Rồi sao anh trai có tiền trả cho anh? Mà tại pháp sư á, đâu không tiền còn mau gái. Thì em cũng biết rồi đó. Từ Tết tới giờ pháp sư có kèo bắt ma nào đâu. Làm gì có tiền, toàn lo đánh lộn lão thôi em không mà. Vậy xong ở nhà đi, còn mày đặt đi nữa. Ủa rồi cha ra của anh đâu? Giận chưa? Chưa. Sao mới giận? Chắc phải ăn thêm cua rồi đấy nữa. À. Anh nghĩ mà không chịu luôn đúng không? Ông đã không chịu, vậy là thiên tai hả? Tại nhà tôi cũng phải cứu thủ rồi. Nào anh nghĩ rồi mà còn không chịu. À tôi là nói biết bà buồn quá nha. Ủa mà anh có yêu chị em thiệt không? Mà sao anh đòi gặp chị em hoài vậy? Nói chuyện này á, anh thề với em. Trên đời này anh yêu chị em nhất. Và có chị duy nhất của mình chỉ cho ra của em thôi. À thằng này, mày dám cướp vợ tao, bây giờ mày lại còn dở chọi con gái nhà làm nữa. Cái thằng Sở Thanh này, mà thấy chưa, mà thấy nó làm cái gì chưa, trời ơi. Em không ngờ anh lại làm trò đòi bại như vậy luôn á. Bà già mình cũng không tha nữa hả? Sao gu của anh mặn quá vậy? Đồ đòi bại Sở Thanh. Ủa sao anh xem đánh anh nữa? Ai biết đâu. Thấy người ta đánh, em đánh theo cho vui. Quả quá à, để anh em. Ê, 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 ê. Ông phải đứng lại đây, ba mà phục lời. Mày không có được đi đâu hết á. Tôi làm gì đâu. Mày cưới vợ tao giờ mày nói vậy hả mày? Bà nói tiếng rồi. Ông này, ông cướp vợ tôi đi rồi. Ông còn dụ dỗ con gái nhà người ta nữa hả? Ông xấu mà không thể thích gì vậy. Bây giờ, tôi nói ông nghe nè.
việc phải thật bình tĩnh. Thì còn nói cái câu bình tĩnh với tao nữa hả? Tí nhảy nó đổ đi ra chạy. Mày dám nắm tóc tôi hả? Tôi nắm tóc ông lại. Ủa nó đâu làm có tóc? Nó chở mình một chai nhớt, nó đền mình có ba chai nhớt. Mà 10 năm trời, nó phải trả lãi 100 chai mới đúng chứ. Tại vậy còn kêu con bếp của nó quất mình nó, ăn hiếp mình nó. Uống chai rồi đã tất coi. Mày uống hả? Mày nhớ tao không? Biết mặt bố mày chưa? Lại chó mày. Làm gì vậy? Giờ này làm gì vậy? Lần trước tao tha cho, chưa sợ. Ờ. Bố mày đang nóng. Nghe tiếng chiêu hát hò của tao nè, hai thằng chó. Mời mời. Con bố sinh, con bố sinh, con bố đa tình. Đồ bơi bơi lốt chim 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 đang hòa bình. Con ép bài, con ép bài, con ép la 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 la. Trong chưa? Trong chưa? Trong chưa? Trong chưa? Trong chưa? Trong rồi. Trong rồi. Trong rồi. Mày lại mày. Trời ơi, bớt người ta. Hai quỷ thì hung dữ quá. Quay trở về nhà thôi. Ơi, vậy rồi giờ tính sao? Đập giúp dứt ra. Ây da. Ôi. Cuối cùng cũng đốt được hai thằng chó đó. Ôi. Ây. Như chó vậy. Dứt ra. Dứt ra. Trời ơi! Bơi bố tao nạp ơi! Nạp ơi! Nạp ơi! Nạp ơi! Trời ơi! Mày đâu rồi? Nạp ơi! Nạp ơi! Trời ơi! Mày đâu rồi? Nạp ơi! Mày đi đâu? Nạp! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đâu vậy? Nạp ơi! Mày đâu rồi? Mày nạp nào hả? Mày thích nhau không? Nạp nè! Nạp nè! Nạp nè! Nạp nè! Mày chơi! Hả? Ê, nắp. Cuối cùng mày cũng ra giúp tao. Nãy giờ anh hiếp tao á. Quất chết cha hai đứa bao cho tao. Chào mấy bạn, shop áo thế vũ.com vừa mới khai trương mấy mẫu áo mới, nó như là Barbie Dress, áo của chị Chara và áo của nguyên gia đình xanh luôn nè, nó ngầu chưa? Và đừng quên áo của bé xanh nha. Đó, các bạn hãy nhanh tay vào shop áo thế vũ.com để mua và ủng hộ của team nha. Áo chỉ có 99.000 một cái thôi, rất là rẻ luôn mà rất là đẹp luôn. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem phim Pháp Sư Găng Tơ tiếp thôi. Yeah.